Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý phụ huynh, quý cô giáo cùng các cháu học sinh tham dự lễ tổng kết năm học 2021-2022 ngày hôm nay. Trước khi chương trình tổng kết chính thức bắt đầu, xin mời quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý phụ huynh, quý cô giáo cùng các cháu học sinh thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng. Tiết mục thứ nhất, aerobic bài Trái đất này là của chúng mình do các bé lớp lá một biểu diễn. Tiết mục thứ hai, em yêu mùa hè quê em do các bé lớp trời hai biểu diễn. Tiết mục thứ ba, mầm non hạnh phúc thân yêu do các bé lớp lá hai biểu diễn. Tiết mục thứ tư, aerobic bài Tạm biệt búp bê